Dạ rồi, hello em xin chào cả nhà. Chúc cả nhà ngày lễ Quốc Khánh vui vẻ bên gia đình nha. Có rảnh thì đi vòng dạo chơi với gia đình nhỏ tụi em nha. Thì bây giờ tụi em đang có mặt ở dưới chân cầu Hiền Đức. Bên đây là phường 5 thành phố Vĩnh Long. Rồi giờ mời cả nhà đi dạo phố vào ngày gần lễ 2/9 cả nhà ơi. Mai là tới lễ 2/9 rồi đó. Dưới chân cầu Hiền Đức có quán phở nữa kìa. Được, có phở là bạn của anh Tâm. Hả? Phở là bạn của anh Tâm. Anh Tâm đó hả? Anh Chi Lan. Ồ. Giờ mình sẽ qua đường Nguyễn Chí Hanh nha cả nhà. Cái gì vậy? Thì sao nó kêu quẹo? Tổ em ghê á. Không đi đường nào nói nha. Đây coi chùa ông coi bữa nay sao, bữa nay gầm gầm lô mới ghê chứ. Ồ, có khách kìa. Wow, chùa ông mở cửa. Quá hoành tráng luôn. Ê, đi đảo vòng vòng nha. Đảo vòng vòng xem chùa ông đúng không? Chùa ông là chùa này là di tích lịch sử văn hóa luôn á cả nhà. Rất là đẹp. Rất là đẹp quá đây. Wow. Chụp mình cưới là bao phê luôn. Chúc chị hai quá ha. Mình đi bữa nào mai có rảnh thì mình lại đây mình quay chùa ông. Chùa ông mình thấy là đón khách là Tết nè, với mấy cái mà gặp lớn hay gì á. Mấy người du lịch khách thì lần đầu tao đi lắm nha. Tại vì cảnh đó đẹp, chụp hình rất là đẹp. Đây đường Nguyễn Chí Hanh nè cả nhà. Giờ làm lại rất là khang trang á. Nhà cửa tao cũng sửa sang lại. Ở đây cũng có chùa nữa nha. Đây chùa. Bữa nay là bắt đầu người ta đi chùa rồi. Đúng rồi, tối nay là ta đi chùa gặp gỗ rồi. Đúng rồi. Tối là anh chị sẽ ăn cơm đó. Dữ người ta. Đây là chùa gì vậy? Chùa Long Thiền. Trời gió dữ ta. Ồ. Chùa rất là khang trang luôn. Chùa Long Thiền hả? Ừ, Long Thiền. Ồ. Thôi với chị kia đi quay chùa xử lý rồi mà không có thời gian luôn. Bởi vậy. Ôi cái nhà cổ nè, mọi người ơi. Thấy được. Ôi, nhà cổ. Đây nè, nhà bên đây có nhà cổ nữa nè. Ôi, mà kiểu tháp gì vậy. Được chưa, chưa Thanh Châu. Châu. Điểm nhà Vinh. Ghe này cái hình dáng nó nhìn nó ngộ nghỉnh quá. Nhìn ghê quá hả anh ơi. Em sợ lắm á. Sợ gì nó màu màu như giống rùa quá. Sợ nhìn mấy cái ghe. Nhìn mấy con mắt nó sợ lắm luôn á. Ờ ghe là sao ai dễ mắt hết trơn. Đúng rồi, để tập linh á. Chuyện bà rồi đó. Vậy hả? Ừ. Ghe rồi đi rồi đó. Trời ơi, gió dữ ta.
gió lạnh ngừ luôn á. Em đã dư mà áo khoác không chịu. Tính đâu ra không bạn. Lấy cái khăn chùm vô đi. Thôi đợi đi. Thu mà nó loại chảy ra bánh trung thu tan chảy hả? Ờ đây, nghe nói dạo này hot cái vụ đó lắm á. Nhưng mà mới đưa lên báo là bị bắt một xe hàng nhập lậu cái đó không rõ nguồn gốc. Nhưng mà có dán ở trên mấy cái hùng shop á là toàn tiếng Trung Quốc không. Đúng rồi đi, cũng đâu ăn tới đâu, không có điều kiện đâu mà ăn. Không mà bán cái đó rẻ lắm nha. Có bán heo ký à? Vậy đó? Ừ, bán heo ký tính ra là một cái chưa tới 6 ngàn nữa. Có 5 ngàn mấy cái à. Có bánh trung thu à. Rẻ quá em cũng ngát quá. Trời ơi, trời đẹp quá ha. Mất tới anh. Có gì quá mất mẹ luôn. Lễ bậy bạ không có tới cái bảo tàng. Nữa rồi sắp tới lễ, tại nhiều trời chứ. Gió quá lạnh quá. Lạnh ghê, gió lạnh ghê. Chỉ là mưa hoài luôn cả nhà. Mưa ba bữa liên tiếp rồi đó. Mưa thứ đất rồi. Thôi ai dục người chết cây 5 ngàn, 10 ngàn bịch ở trên hồ. Dạ. Cái nào quay con. Mưa trên chảnh này. Trời ơi, trắng xó xò xò luôn. Trắng xó trên Mỹ Hận rồi cả nhà. Ở bánh Mỹ Hận trên đó đó cả nhà. Bữa nay không thấy mây luôn. Chiều hoàng hôn mưa trắng xó luôn. Mây đen bao phủ con cầu à. Đâu đó vậy? Dạ, qua đây nữa là xong. Rồi, ok, giờ qua đường Trưng Nữ Vương, phường 1 thành phố Vĩnh Long nha cả nhà. Nãy giờ là mình đang đi trên đường Tô Hiền Hoành đó cả nhà. Quảng trường này. Quảng trường hôm nay cũng vắng luôn. Trời ơi, năm nay không làm sự kiện gì hết trơn á. Ủa, thấy làm sân khấu rồi, làm cái nhẹt nữa. Hello, đi không đi chiều rồi. Hai triệu rồi cô ơi. Chấp nhận nha. Nè. Mũi tên nè cả nhà. Đúng rồi, đi được nè. Đường này vậy. Tội nghiệp cô á, cô phó phụng của Giác Hoành đó. Cô đâu biết là cho đi 2 triệu đâu. Đúng rồi, cảm ơn cô. Nếu có được xem clip này nha. Cô xem clip thì tụi con cập nhật lại đi 2 triệu không nhé. Đây, xưa cái đoạn này nó đi có 1 triệu rồi cả nhà. Nó bắt đầu từ cái ngã tư mà đường 32 đúng không? Là bắt đầu ngã tư đó là được quẹo phải với quẹo trái. Còn bắt đầu qua qua ngã tư đó là lên đây là chỉ đi 1 chiều thôi. Đó. Cái mũi tên bây giờ được đi rồi nè. Đúng rồi. Cái đoạn này ta không có quen đi. Đúng rồi, ta không quen. Bởi vì cái đường này dễ gây ra tai nạn giao thông lắm luôn á. Lúc nào ta cũng nghĩ 1 chiều chưa á. Ờ. Đây nè, winner quá trời kìa. Ôi. Winner trẻ nhìn em quá trời luôn trời. Cầu chết. Nè, xưa là tới cái đoạn này là mới quẹo. Nó cấm nè, nó cấm một chiều nè, cái nhà là từ đoạn này trở về trên nó được có thể Quỳnh là một chiều. Đúng rồi. Không có diễn tả được cái thủ ý muốn nói đúng không? Hay vậy ta. Nó là cái gì vậy như vậy?
huyết mạch. Rất là đông. 70 khách. Chứ 70, 74 mà không có 71 hai luôn. 71 đâu, 71 cái bên lộ. Tại vì số lẻ nó nằm bên bên, số chẵn nó nằm bên. Chỉ có chữ quá là chữ vậy, bánh xà mới chữ hết rồi, chữ rồi. Người đi á, ăn ốc uống bia không? Không. Bữa nay lễ là phải ăn ốc à, ốc đi lễ à. Ốc đi lễ đó. Lễ thì phải ăn ốc. Ốc thì hơi nặng bụng đây. Ốc uống bia tối về gì? Ăn trôm hồng hồng. Thôi. Nói đồn quá không sang được. Sao lại nói? Thì giả bộ mình nói chế chu. Đi luôn mới được. Ừ. Có nhà cơ. Quẹo luôn à. Luôn đi hết đường này cái nào ok. Đi hết đường này qua đường Hán Chính nữa. Ừ. Rồi mình về cầu Hiệp Đức mình nhặt cái nhà. Đã tính là nếu mà không có nhà rồi tụi em sẽ đi hẳn luôn. Mà có nhà thôi tụi em quẹo đi đó an toàn clip. Hôm nay YouTube người ta bắt bán quyền âm nhạc rất là nhiều luôn cả nhà ơi. Rất là khó khăn. Giờ làm gì cũng khó khăn hết trơn. Dính một đoạn nhạc có chừng 20 giây là cũng bị bắt luôn. Tùy theo cái bài nó nặng hay nhẹ đó. Rồi nó không có cho tụi em đồng ra đồng vô luôn. Mình chưa chắc gì clip nó đã cho đồng ra đồng vô nữa. Ừ. Mà nó gửi nữa. Nó gửi ba quy phạm bản quyền về mình cũng hơi mấy cái gậy về mệt lắm. Ồ. Đồ này giao cầu dữ nữa nè. Ừ. Có cái đường bên phường 5 à. Đường 19 tháng chủ. Đúng không? Cái này chủ dốc nè. Cứ chắc 2 mét là trụ à. Đó, không có đâu, như một nhà là ăn trụ á. Đúng rồi trời. Ui nhà này đâu có nè. Ờ nhà này chung chung. Nhà chung á, nhà ăn trụ cưng. Thu tiền từ từng nhà đó. Ôi. Ui còn mình đây không có trụ nào chứ nè. Ờ treo cờ đó lực cho sáng đi, chưa thấy gì luôn á. Ờ. Còn tới mười mấy giây lận mà. Mấy đâu? Có bao giây? Sao mà cái cây cầu bự nó treo cờ đủ màu hết trơn cái nhà biết chia sẻ em nha. Rồi lên cầu Đức mình xem nha. Thấy cái cầu Vườn Đức làm gì nó treo đủ màu hết trơn luôn á. Cầu nào cũng vậy trơn á. Cầu nó treo đủ màu à. Còn lúa quá anh hai luôn chín đèn đỏ rồi lúa rồi chứ thì mình hay lúa mà ừ không thấy sao chờ đúa mà hết trơn đây có quán cà phê đẹp đó cà phê phone rất là đẹp đúng không. Đường 29 là cái nhà. Bữa nay mình chỉ đi những con đường huyết mạch thôi ha. Ờ. Đi một vòng tròn thôi. Đi đúng vòng tròn luôn á. Tại thế giới hồi đụng vòng tròn tròn luôn rồi đó. Mưa 5 gram luôn rồi cả nhà ơi. Trời ơi không tin được luôn á. Mưa nãy mưa trên kia xuống đây là nãy giờ mình đi tè tè là xuống mưa xuống là vừa luôn á. Rồi bé tí tối luôn. Qua bắt cầu là chào cái nhà. Ôi, nó đây treo cờ dữ vậy. Bánh tèo này cũng rất là đắt luôn, thế nào?
bị qua trời đất xem trời đất là đủ màu luôn rồi cả nhà, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu hường, màu vàng, đỏ cam vàng dục lam chanh tím nhiều màu quá cả nhà ơi. Ai cũng mặc áo mưa rồi đấy, là chứng tỏ là ở nơi khác có mưa. Đủ màu luôn ha. Sáng rồi ha. Rồi, qua đây chào cả nhà luôn. Qua đây chào cả nhà thôi. Vậy rồi, đến đây gia đình nhỏ của tụi em cũng xin phép được khép lại clip lại. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi hết clip. Xin chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại ở clip mới nhất. Bye bye. Bye bye.